Xin chào các bạn, đây là bài số 3 trong loạt bài hướng dẫn cách chơi Pokemon Trading Card Game. Ở bài số 3 này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các thẻ bài trainer. Hiện tại bên phần sân của mình đang có Pokemon Odis đang nhận 40 thiệt hại và một Pokemon là Flum, ở đây là Stage 1. Và bên phần sân của đối phương đang điều khiển Persian. Persian của đối phương đang nhận 20 thiệt hại, hai dấu ở đây. Và đây cũng là một Pokemon Stage 1. Các bạn có thể nhìn thấy Odis này hoàn toàn không có một năng lượng nào bên dưới hết. Chính vì vậy nó không thể sử dụng kỹ năng Trip Over để tấn công Persian. Và nếu mình hết lượt này thì Persian tấn công lên và Odis sẽ chết ngay. Ở đây Odis thì có 50 máu và nó đã nhận 40 thiệt hại rồi. Có một cách để giúp giải quyết tình huống này, đó chính là sử dụng các thẻ bài Trainer. Ở đây mình có các thẻ bài Trainer của Pokemon. Có nhiều loại Trainer khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chỉ ví dụ 4 lá như thế này. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm các thể loại, các cái lá bài Trainer khác. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các lá bài trainer này sử dụng như thế nào. Với phần sân ban đầu, chúng ta có thể thấy Odis đang sắp bị knock out rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một lá bài trainer được gọi là Squeak. Squeak cho phép chúng ta đổi vị trí một Pokemon đang ở vùng chiến đấu trở về vùng ghế đợi và đưa Pokemon ở vùng ghế đợi lên vùng chiến đấu. Chúng ta sẽ sử dụng Quick bằng cách sử dụng. Lúc này vị trí Pokemon được thay đổi. Mình sẽ đổi Pokemon Flum lên trên. Kế tiếp chúng ta sẽ sử dụng Potion. Potion là một trainer card cho phép chúng ta hồi phục 30 thiệt hại cho một Pokemon trên sân. Mình sẽ dùng Potion để hồi phục 30 thiệt hại cho Odis. Và Odis của chúng ta sẽ được hồi phục 30 thiệt hại. Ở đây mình đang có Pokemon Flum. Để có thể tấn công bằng đòn Rune thì Flum cần phải có 2 năng lượng. Trong đó có một năng lượng Class Energy và một năng lượng bất kỳ. Thì lúc này mình có thể sử dụng Flum tấn công. Tuy nhiên mình muốn nó mạnh hơn và tấn công ngay một phát có thể knock out Persian. Kế tiếp mình sử dụng Trainer Card Quang Ly. Quang Ly cho phép chúng ta chọn một thể tiến hóa của một Pokemon trên sân. Lấy Pokemon tiến hóa đó từ trong bộ bài ra và cho một Pokemon trên sân tiến hóa. Bây giờ mình sẽ sử dụng. Mình tìm được Flum và mình sẽ cho nó tiến hóa. Trainer card sau khi dùng xong sẽ được gửi xuống 1. Các bạn có thể thấy Flum có một kỹ năng là Solar Beam, gây ra 70 thiệt hại và yêu cầu là 2 Flash Energy và một năng lượng bất kỳ. Thì ở đây chúng ta chỉ có một Flash Energy thôi, chúng ta cần thêm một năng lượng nữa. Mình sẽ sử dụng lá Trainer Card cuối cùng. Tác dụng của Trainer Card này cho phép chúng ta lấy 2 năng lượng từ trong bộ bài cho đối phương xem và lấy lên tay, sau đó xạo bộ bài chúng ta lên. Mình lấy 2 energy này từ trong bộ bài lên tay và cho Flum một energy. Lúc này Flum có thể tấn công bằng kỹ năng Solar Beam gây ra 70 thiệt hại. Flum tấn công
và Person sẽ bị dính 70. Ở đây chỉ số HP của Person chỉ là 90 và đã nhận thiệt hại là 90 và Person đã bị knock out. Có rất nhiều trainer card khác nhau và bạn sẽ cần chúng trong bộ bài của mình. Chúng sẽ giúp bạn có thể là giải quyết được rất là nhiều tình huống. Xin cảm ơn các bạn.